Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023, tại đồng biên phòng Cà Tâm thuộc địa bàn xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, tổ chức hội đàm với đoàn đại biểu đồn cảnh sát bảo vệ biên giới biên và đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Bưng Tư Nhôm thuộc tỉnh Tây Bông Khơ Vương quốc Campuchia. Tại hội đàm, hai bên đã thông qua báo cáo kết quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ trong quý 3 năm 2023 gồm công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, công tác kiểm soát lưu thông biên giới, công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, công tác trao đổi thông tin giữa đồn biên phòng Cà Tâm và đồn cảnh sát bảo vệ biên giới PEN và đồn Bưng Chê Nhôn. Trên tinh thần cởi mở, hợp tác cùng trao đổi để công tác phối hợp trong thời gian tới hiệu quả hơn hai bên thống nhất tạo điều kiện linh hoạt hơn việc xuất nhập cảnh cũng như buôn bán trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ ở những khu vực đường mòn không phải cửa khẩu ở gần khu dân cư hai bên biên giới để người dân thuận tiện hơn tạo điều kiện cho nhân dân campuchia đi khám chữa bệnh bên việt nam vào những giờ ngoài quy định tại cửa khẩu khi người dân bị tai nạn hoặc bệnh nặng đại diện các đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ kết quả buổi hội đàm và phương hướng phối hợp giữa đồn biên phòng cà tâm với hai đồn cảnh sát bảo vệ biên giới thuộc tỉnh tâm bông khâm vương quốc campuchia